Xin chào mọi người. Cái video này là cho cái bạn mà nhắn cho mình là nói là đang ở Mỹ. Và nếu mà giữ tiền ở trên, giữ những cái đồng tài sản này ở trên Robinhood có an toàn không? Thì cái sự trả lời của mình ngắn gọn là không. Bởi vì FTX nha, đầu tư khoảng 10% vô Robinhood. 10%. Thì những cái thông tin đó nó chưa được đẩy ra ngoài xã hội đâu nha. Ok. Thì bởi vì vậy, để cho an toàn với cái tài sản tiền điện tử của bạn thì nên chuyển nó vô ví lạnh ngay bây giờ, nếu bạn không cần nó, hoặc chuyển nó vô Binance nếu bạn cần giao dịch nó. Ok, chỉ có hai chỗ đó là có thể tin rất cậy trong cái trường hợp như ngay bây giờ, bởi vì tất cả những thông tin mà ai mà bị dính vô FTX thì chưa được đẩy ra ngoài xã hội đâu. Có những công ty cũng giống như Genesis vừa rồi, nó đợi mấy ngày ra nó mới ra tuyên bố là nó dính đâu 170 mấy triệu đô la trong đó. Bởi vì sao? Nếu mà nó ra nó tuyên bố thì những cái người giống như là đầu tư vô nó, những cái người mà bỏ tiền lên những cái sàn đó thì người ta rút tiền của người ta ra thì cái sàn nó có thể chạy luôn, có thể dính vô gọi là cái bank run, có nghĩa là mọi người chạy tới mà rút ra hết tiền thì cái công ty nó sẽ sụp đổ. Nó nếu mà nó cái nền tảng của nó mà không ai sử dụng hết thì nó sẽ sụp đổ rất là nhanh nghe. Thì bởi vì vậy, để cho cái sự an toàn của bạn ngắn hạn, để tất cả cái cơn bão này nó chìm đi, thì để an toàn thì một, cần giao dịch bỏ vô Binance. Hai, ok, không cần giao dịch bỏ vô ví lạnh, đơn giản là vậy. Và cái việc ví lạnh thì bạn phải đúng mua, đúng nguồn, đúng gốc nghe. Và nó có cái cách để thử cái ví lạnh đó nó bị hack vô chưa hay là chưa. Có rất là nhiều video ở trên YouTube có thể hướng dẫn cái việc đó. Nếu mà bạn tìm không ra được thì bạn cứ nhắn qua rồi mình sẽ chỉ cho bạn những cái chỗ mà bạn có thể tìm được. Ok, để mình mua được cái ví lạnh đó về, xong mình xác thực cái ví lạnh đó là nó chưa bị hack vô trước khi bạn chuyển những cái đồng này đồng nọ vô trong cái ví lạnh đó nha. Bởi vì nếu mà nó đã bị hack rồi á, có nghĩa lúc bạn chuyển vô á là nó vô tài khoản của người khác chứ nó không phải vô tài khoản của bạn. Ok, thì những cái chuyện đó bạn rất là phải cẩn thận. Ok, và riêng mà cái vấn đề mà 24 chữ cái rồi đó, ok, thì bạn phải học những cái cách làm sao để bảo vệ được 24 chữ cái đó. Có thể là 12 chữ cái bạn để ở một cái bên, ở một cái nhà khác, rồi 12 chữ cái kia bạn để ở một cái nhà khác, hay là bạn chôn ở đâu đó, bạn chia nó ra, phân nó ra, đừng để chung nghe. Ok, thì cái đó cũng để bảo vệ cái sự an toàn của bạn thôi. Ok, chào mọi người.